Xin kính chào quý vị và các bạn. Trên màn ảnh của quý vị và các bạn đây là TV Sony và cái remote Sony chính hãng. Tuy nhiên là trong quá trình sử dụng là do cái remote này là không có cái bọc nhựa bảo vệ. Chính vì vậy là sau một thời gian sử dụng là nước và bụi bẩn nó bám vào trong cái remote này, dẫn đến remote này giờ rất khó điều khiển. Một số phím chức năng nó không có thể điều khiển được. Ví dụ như bấm phím sang trái này, rất khó để di chuyển sang trái. Nhưng mà sang phải thì được. Đây, chúng ta sang phải thì được. Lên xuống được. Nó tóm lại là có một số phím trong này nó đã bị ẩm, bị ướt và nó bị dơ rồi. Thì trong cái video hôm nay thì mình sẽ cùng với quý vị các bạn, chúng ta sẽ mở cái remote này ra để chúng ta tiến hành sửa chữa cũng như là khắc phục cái tình trạng này để cho cái remote chúng ta có thể là hoạt động trơn tru. Đấy, chúng ta thấy bấm tắt, bấm mở được. Tuy nhiên có một số phím chức năng thì nó sẽ không theo cái ý muốn của mình. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau mở cái remote này ra để chúng ta sửa chữa. Đây là cái remote Sony nha. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau tiến hành thực hiện. Để mở được cái remote TV Sony này thì chúng ta cần phải có một số cái kinh nghiệm nhất định. Bởi vì cái dòng remote này là không có thiết kế ốc vít gì cả. Đấy, chúng ta thấy hoàn toàn là không có ốc vít gì. Thì để mở được chúng thì đầu tiên chúng ta sẽ lấy pin ra. Chúng ta lấy pin ra rồi sau đó chúng ta sẽ dùng một cái cây vít nè. Chúng ta tách nhẹ giữa cái remote này thì tự động nó sẽ bật ra được. Đấy. Chúng ta sẽ lấy nhẹ đây. Và cứ lần lượt nha, chúng ta lấy nhẹ từ trên xuống dưới nè. Nếu chúng ta không dùng cách này thì chúng ta không thể nào mở được cái remote. Đấy, chúng thấy nghe âm thanh nó kêu rắc rắc nè. Đơn giản thôi. Nhưng mà nếu chúng ta không biết được cách mở thì nó sẽ rất là khó đấy nha. Rồi, chúng ta sẽ tiến hành mở. Đấy. Đấy, chúng ta thấy nè, cái remote này hiện tại là rất là dơ luôn. Rất là dơ. Do lâu ngày cái remote này là không có cái bảo vệ bên ngoài, không có cái bọc bảo vệ bên ngoài, chính vậy là nó rất là dơ. Rất là dơ. Và phía bên trong của cái remote á là nó có hiện tượng bị ướt nè. Đó, chúng ta thấy. Đó, nó có hiện tượng bị ướt nè. Vì do ướt như thế này dẫn đến là cái remote của chúng ta là nó bị chạm, dẫn đến một số phím chức năng nó sẽ không có thể là sử dụng bình thường được. Bây giờ cái cách làm của chúng ta là chúng ta sẽ dùng, đối với miếng nhựa này nè, chúng ta có thể là rửa, chúng ta rửa với nước rồi chúng ta phơi nắng. Còn đối với cái bản mạch này, nếu chúng ta không có những cái dung dịch để tẩy rửa chuyên dụng thì chúng ta có thể là dùng cái vải khô. Chúng ta dùng cái tờ, chúng ta dùng vải nè, chúng ta nhúng với nước, chúng ta lau, sau đó đem phơi nắng. Thì như thế là chúng ta có thể là khắc phục được cái tình trạng mà cái remote của chúng ta nó bị ẩm, bị dơ, cũng như cái remote chúng ta sẽ sử dụng lại bình thường. Đối với cái phần bản mạch của cái remote này, chúng ta thấy nó bị ẩm, dơ rất là nhiều. Nếu chúng ta có những cái dung dịch chuyên để chúng ta rửa bản mạch thì chúng ta có thể xịt vào. Ở đây thì không có nên đi dùng cái miếng vải. Chúng ta sẽ nhúng một ít nước, sau đó chúng ta sẽ lau vào phần bản mạch. Chúng ta lưu ý là tránh những cái vị trí, những cái tụ điện nha, để tránh cái trường hợp là nó bị ướt quá dẫn đến là có thể bị hư cái remote chúng ta luôn. Ở đây chúng ta dùng nhúng ít nước thôi, chúng ta lau. Còn nếu chúng ta có những cái dung dịch chuyên để xịt rửa cái bản mạch thì chúng ta sẽ dùng làm vệ sinh thì nó rất là tốt. Còn ở đây chúng ta dùng cách này cũng vẫn được. Đấy. Chúng ta lau đi hết cái phần mà dơ nó ẩm. Rồi chúng ta đem đi phơi nắng nó sẽ hoạt động lại bình thường thôi. Đấy. Rồi còn đối với cái phần nhựa, những cái nút điều khiển này nó dơ như thế này, chúng ta hoàn toàn có thể là nhúng xuống nước. Chúng ta sẽ dùng cái bàn chải đánh răng bỏ đi,
Đây, chúng ta sẽ làm vệ sinh cho nó. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành nhúng hẳn cái này nước xuống nước luôn. Rồi chúng ta sẽ dùng cái và bàn chải bỏ đi, chúng ta sẽ làm vệ sinh. Rồi, như thế đã là hoàn thành. Bây giờ chúng ta đem đi phơi nắng. Sau khi chúng ta đã tiến hành rửa với nước rồi thì chúng ta sẽ đem đi phơi nắng tầm khoảng 10 đến 20 phút để cho tất cả các bản mạch cũng như các linh kiện khô. Sau đó chúng ta sẽ tiến hành lắp ghép lại và chúng ta sẽ test thử xem coi nó có hoạt động bình thường hay không nha. Và chúng ta lưu ý là khi chúng ta phơi á, thì chúng ta nên thường xuyên kiểm tra là các cái bề của cái remote này cho nó thật khô, tránh cái trường hợp nó còn đọng nước lại. Chúng ta có thể vũ cho nó ráo nước thì chúng ta ha phơi. Thì như thế là khi cái remote này nó đã khô hoàn toàn rồi, chúng ta sẽ tiến hành gáp lại. Sau khi chúng ta đã tiến hành làm vệ sinh sạch sẽ, phơi khô rồi, bây giờ chúng ta sẽ gáp lại và tiến hành test thử. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành test thử nha. Bây giờ chúng ta sẽ mở cái TV lên. Đấy, chúng ta xem nè. Bây giờ cái việc mà chúng ta mở cái TV rất là dễ dàng. Không giống như lúc ban đầu vừa rồi là chúng ta rất là khó để di chuyển. Còn bây giờ nè, chúng ta di chuyển ngang nè, sang phải nè, di chuyển xuống nè, rồi sang trái rồi nè, rất là dễ dàng. Tắt, rồi mở. Mọi thứ đã trở nên dễ dàng và như remote mới bình thường. Chúng thấy. Chính vậy là trong quá trình chúng ta sử dụng remote, chúng ta nên dùng các cái bộ phận chúng ta che lại. Chúng ta che lại cái remote, chúng ta bảo vệ cái remote thì nó sẽ tránh cái trường hợp là nước nó sẽ chảy vào remote, làm cho cái remote chúng ta bị hư. Thì khi lỡ như không may cái remote chính hãng của chúng ta mà có sự cố thì chúng ta sẽ dễ dàng chúng ta tháo ra, chúng ta làm vệ sinh. Và sau khi làm vệ sinh xong thì mọi thứ nó sẽ diễn ra bình thường và chúng ta hoàn toàn có thể là sử dụng remote chúng ta giống như là khi chúng ta mới mua. Rồi, cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi video. Hẹn gặp lại chúng ta những video tiếp theo.